Hello, xin chào anh em và chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với channel của mình. Bản update tháng 11 là bản update khá là lớn của Tân On Jibaku. Chính vì vậy nên là nó đi kèm với một số những cái hoạt động hấp dẫn ở trong tựa game này và cả ở ngoài in game nữa. Quên, ngoài gọi là out game đúng đúng hơn. Rồi ok, đây là sự kiện đầu tiên. Những cái hoạt động website thì các bạn có thể kiếm các vật phẩm trong game hoặc là cũng có thể là những cái vật phẩm thể loại tặng quà thì phải. Đây, tôi cũng chưa biết hoạt động có những cái vật phẩm gì, bây giờ mới vào check cho mọi người. Đầu tiên là link sự kiện mình để cho phần mô tả video. Anh em vào thì sẽ có một phần đăng nhập tài khoản. Các bạn chơi bằng tài khoản gì thì hãy bấm vào đấy để đăng nhập tài khoản nhé. Ok. Đây, sau khi đăng nhập tài khoản rồi thì nó sẽ hiện một cái bảng thông tin ở đây để các bạn điền máy chủ này, tên nhân vật này. Đấy. Đây, chúng ta có thể nó sẽ tự lock ra cho các bạn máy chủ nào ở trong con app của các bạn đăng nhập có, nó sẽ tự động hiển thị cho các bạn click thôi. Đấy, tiếp theo là họ tên, địa chỉ, email và số điện thoại. Ba cái này ấy thì ngày xưa tôi nhớ là mẹ mấy cái điền thì bắt cái điền của chứng minh nhân dân. Ừ. Nhưng bây giờ chắc đỡ rồi. Đấy, thì các bạn có thể điền thông tin cá nhân của các bạn vào đây, điền chính xác, bởi vì tôi nghĩ là trong sự kiện kiểu này sẽ có những cái vật phẩm quà tặng ấy, quà tặng bên ngoài kiểu áo mũ các kiểu ấy, thì các bạn điền thông tin chính xác, thì nếu như các bạn trúng ấy thì nó sẽ gửi gửi về theo đúng cái thông tin các bạn điền này, nên các bạn điền chính xác cho mình. Chỗ này thì nó là phần thông tin cá nhân nên là mình xin phép là mình sẽ che đi nhé. Ok, sau khi mà đăng ký thành công thì bên dưới là cái gì đây, gộp máy chủ à, sự kiện hồi gộp máy chủ à, từ ngày 18 tháng 11 cho đến ngày 1 tháng 12, chúng ta có khoảng tầm gần một tháng để tham gia sự kiện này. Ôi, sự kiện Noel là nhìn giống sự kiện Noel thế. Ok, chúng ta sẽ có các cái lượt tham gia. Đây tôi thấy là có cả skin này. Ô, có cả mấy thần thú à? Ô, có vẻ ngon nhỉ. Skin main, thần thú các kiểu, mấy những vật phẩm này giá trị. Có cả thẻ ring. Anh em xem thể lệ xem nào. Tất cả các server trên 20 là được. Nhân vật trên 20. Đấy, hàng ngày thì các bạn... Ui dồi ôi, lại nạp tiền rồi. Ôi giời ơi. Đăng nhập hàng ngày được một lượt, mời bạn sẽ được một lượt, tối đa là ba lượt, nghĩa là các bạn mời ba bạn bè à, xong rồi nạp trên web pay, nạp trên website của game, tích lũy đến hết sự kiện đấy, cứ 10k thì sẽ được một lượt. Trời ơi, quay đi lại vẫn sự kiện nạp à, thời trang bạch kim. Ôi, đồ như thế này hè nào sẽ sự kiện nạp. Stand tướng, stand này chắc là cái tượng này, cái tượng tượng kiểu Mika, tôi nghĩ vậy. Thẻ dinh với các mệnh giá, quà đặc biệt là chuông, chuông dùng để đổi các vật phẩm quà game. Hay đấy, số chuông. Chà chà, một lần tôi không biết là quay một lần sẽ được bao nhiêu chuông, như thế thì mệnh 200 chuông ạ. Nghe có vẻ căng đét. Cái này không có các vật phẩm kia, chỉ có mỗi cái tượng này là có thể gửi về này, thẻ dinh này gửi, có thể gửi về mail này, thẻ dinh thì có thể gửi về mail ở đâu nhỉ. Còn mấy cái thú cưỡi với thần thú với thời trang này thì là vật phẩm in game rồi đúng không? In game rồi. Ok. Nhận lượt đi. Hàng ngày đăng nhập chúng ta sẽ nhận được một lượt. Hàng ngày đăng nhập các bạn nhận được một lượt này. Mời bạn các bạn sẽ nhận được một lượt. Cái mời bạn là sẽ như thế này. Các bạn bấm ở nhận lượt này nhá. Sau đó là nó sẽ cho các bạn một cái mã. Các bạn lấy cái mã ở một cái đường link chứ, các bạn lấy cái link này gửi cho anh em chơi game, người ta click vào, người ta tham gia sự kiện thì các bạn sẽ nhận được lượt. Thế thôi. Cái này chắc các bạn tự tạo clone được. Đó. Dung cây này thì tính ra số lượt dung hơi ít nhỉ. Dung hơi ít đấy, được hẳn chuông thôi. Tôi biết ngay mà chuông thì chắc là cái được nhiều nhất mà, định mà một lần có được một chuông ấy hả? Ồ, trong khi thì phần quà tận 200 chuông, có sự kiện này nghe có vẻ khó khăn thế. Xem có cái gói quà là một chuông ta. Đủ, thấp nhất là 10 chuông. 10 chuông với võ anh lệnh. 200 võ anh lệnh. 15 chuông, 20 chuông. Ô, tinh thần hồn châu 30 chuông. Cái này nghe ngon này, cái này nghe ngon này. Cái này chắc là ngon nhất trong ngày rồi. Cái giá trị thấp thấp chứ, cái ngon nhất trong ngày rồi. Ô, sự kiện này chỉ có vậy thôi à? Đơn giản nhỉ, chứ chả cũng chưa có cái gì hấp dẫn lắm. Tôi tưởng là sẽ có nhiều hoạt động hơn chứ. Chắc là đợi mấy bữa nữa xem có hoạt động gì xuất sắc hơn không. Chứ hoạt động này thì nghe có vẻ mùi nạp nhiều hơn rồi. Đấy, chứ còn mỗi ngày đăng nhập được một lần. Mỗi ngày đăng nhập được một lần, đúng không? Mà sự kiện diễn ra từ ngày 18 đến ngày mùng 1, là chúng ta sẽ có khoảng làm tròn khoảng tầm 12 ngày, đúng không?
12 ngày thì cứ mỗi 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 ngày quay được một chuông thì được khoảng 12 chuông. 12 chuông thì nhá đổi được gì đâu. Không biết là trong cái số lần quay này thì cái số lượng chuông ấy thì nó có thể nhận được nhiều hơn không nhỉ? Ví dụ như là có thể quay ra được 5 chuông hay 10 chuông chẳng hạn. Không biết là có quay ra như thế không hay là chắc chắn là chỉ được một chuông thôi thì cái võ cái tinh thần hồn trâu này nghe nó cũng xa vời. Khó. Ok, sự kiện này tưởng nó dài nhưng nó đơn giản như này thì trời là mình phải làm video cay thật. Ok, video này có lẽ mình xin phép kết thúc ở đây thôi. Hướng dẫn thì link mình để phần mô tả video, anh em click xuống này vào làm nhé. Ông nào may thì ra được các vật phẩm bên trên thì ngon thì ok thôi. Đấy, mấy con thần thú ấy, kiểu này cũng là những cái vật phẩm phải nạp ấy. Ông nào kiểu nhân phẩm quay ra thì ngon. Chúc mừng nhau luôn. Không thì thôi, nó cũng chả có gì giá trị lắm đâu. 12 chuông chắc đủ được cái này. Hit. Ok, bye bye mọi người nhé. Also tragedy when we're in too deep, and you and I.